Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng này, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm toán lớp 3, trang 169, ôn tập các số đến 100.000 nha. Giờ mình sẽ làm bài 1 trước nha. Giờ bài 1 viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch. Giờ câu A, người ta cho mình một cái trục số nhé, 0, 10.000, 20.000. Như vậy là mỗi vạch cách nhau 10.000 đúng không nè. Giờ như vậy là vạch 10.000, 20.000. Giờ tiếp theo là 30, 40.000 đúng không nè. Rồi các em viết tiếp nhé. Giờ câu B là cũng là một trục số. Và đầu tiên là 75.000, và sau là 80.000, tiếp theo là 85. Như giờ mỗi vạch cách nhau bao nhiêu nè? 5.000 đúng không nè? Như giờ số cái vạch tiếp theo sẽ lấy, mình sẽ lấy 85.000 cộng thêm 5.000. Rồi cứ mỗi vạch cách nhau cộng thêm 5.000 là ra kết quả đúng không nè. Giờ bài số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 1, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 1 câu A trước nha. Như vậy là mỗi vạch cách nhau 10.000, vạch đầu là 0, vạch thứ hai là 10.000, vạch thứ ba là 20.000. Rồi tiếp theo cứ cộng thêm 10.000 đúng không nào. 20.000 tiếp theo là 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 và 100.000 đúng không nào. Giờ như vậy là mình sẽ làm tiếp câu B luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp câu B. Như vậy là ở câu B này mỗi vạch là cách nhau 5.000 đúng không nè. Như vậy là vạch đầu tiên là 75.000, 80.000, tiếp theo 85.000, 90.000, 95.000 và cuối cùng là 100.000 đúng không nè. Giờ bài số 1 này các em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài tiếp, bài số 2 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp bài số 2, đọc các số 36.982, 54.175, 90.631, 14.034, và 8.066, 71.459 và 48.307, 2.003 và 10.005. Như vậy mình sẽ viết cách đọc của những số này đúng không nào. Ví dụ như 36980 thì mình sẽ viết cách đọc ra, đọc là 36.982 đúng không nào. Giờ bài số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm tiếp bài 2. Như giờ 54175 thì mình sẽ đọc là 54.000 175 đúng nè. Tiếp theo là 90631 thì mình sẽ đọc là 90.631. Tiếp theo là 14034 mình sẽ đọc là 14.034. Tiếp theo là 8066 thì mình sẽ đọc là 8066. Tiếp theo là 71459, như vậy là mình sẽ đọc là 71.459 đúng không nè. Tiếp theo là 48307 thì mình sẽ đọc là 48.307. Giờ số 2, 2 số 0, số 3 thì mình sẽ đọc là 2003. Rồi cuối cùng là 10, 2 số 0, 1 số 5 nữa, đọc là 10.005 đúng không nè. Rồi đây là hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, như là 10.005 đúng không nè. Bài số 2 này cũng dễ đúng không, mình chỉ viết cách đọc ra của các số thôi. Giờ bài số 2 này các em nào có kết quả giống như thầy, đây là nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 3 luôn nha.
Giờ mình sẽ qua tiếp bài số 3, viết các số 9725, 6819, 2096, 5200, 5204 và 1005. Mình sẽ viết theo cái mẫu nhé. 9725 thì có nghĩa bằng bằng 9000 đúng không nào? Cộng cho 700, cộng cho 20, cộng cho 5. Giờ như vậy mình sẽ viết các số này theo cái mẫu này đúng không nào? Như là ví dụ như 6819 thì sẽ bằng 6000 cộng 800 cộng cho 10 cộng cho 9 đúng không nào? Và cái số kia các em làm giống theo mẫu này đúng không nào? Giờ câu B thì mình sẽ làm ngược lại ha. Ví dụ 4000 cộng 600 cộng 30 cộng 1 thì mình sẽ bằng 4631 đúng không nào? Câu A, câu B các em làm giống mẫu là được đúng không nào? Giờ bài số 3 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ thầy sẽ làm bài 3 câu A trước nha. Như vậy là mình sẽ làm hơi mẫu thôi. 6819 thì sẽ bằng 6000 đúng không nào? 800 nè, cộng 800 cộng cho 10 và cộng cho 9. Tiếp theo là 2096. 2096 thì số 2 này đứng hàng nghìn nên mình sẽ bằng 2000 nha. Số 0 thì không cần tính đi. Số 9 này thì đứng hàng chục, như vậy có nghĩa là 90, mình cộng cho 90 vô. Số 6 này đứng hàng đơn vị thì mình cộng 6 đơn vị vô nha. Bây giờ là 2096 sẽ bằng 2000 cộng 90 và cộng cho 6 đơn vị. Tiếp theo là 5204. Như vậy số 5 này đứng hàng nghìn, như vậy mình sẽ bằng 5000. Số 2 đứng hàng trăm có nghĩa là cộng 200. Và số 4 đứng hàng đơn vị có nghĩa là cộng thêm 4.4. Như vậy là 5204 sẽ bằng 5000 cộng 200 cộng cho 4. Rồi tiếp theo là 1005. Như vậy số 1 này đứng hàng nghìn, có nghĩa là 1000 thì sẽ bằng 1000. Số 5 này đứng hàng đơn vị nên sẽ cộng cho 5 đơn vị nha. Vậy là 1005 sẽ bằng 1000 cộng cho 5, đúng không nào? Giờ mà mình làm xong bài 3 câu A nha, mình sẽ làm tiếp câu B luôn nha. Giờ thầy sẽ làm tiếp câu B nha. Như là 9000 cộng 900 cộng 90 cộng 9. Như vậy là mình sẽ 9000 cộng 900 có nghĩa 9900 cộng cho 90 cộng cho 9 thì bằng là 9999 đúng không nào? Giờ tiếp theo là 9000 cộng cho 9. 9000 cộng cho 9 thì bằng 9009 đúng không nào? Tiếp theo là 7000 cộng 500 cộng 90 cộng cho 4. Như vậy là 7000 chứ, 7000 nhé. 7000 cộng 500 cộng 90 cộng cho 4 thì sẽ bằng 7594 đúng không nào? Tiếp theo là 9000 cộng 90. 9000 cộng 90 thì bằng 9090 đúng không nào? Giờ như vậy là mình làm xong bài 3 nha. Giờ bài 3 này có em nào có đáp bài 3 này có em nào có kết quả giống như thầy? Để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ cái ba các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ nếu các em hiểu bài thầy sẽ qua bài số 4 nha. Giờ mình sẽ qua bài số 4, viết số hết hợp vào chỗ chấm. Như vậy là câu A 2005, tiếp theo là 2010 và tiếp theo là 2015. Như vậy là mỗi số cách nhau bao nhiêu đơn vị này? Mình sẽ lấy 2010 trừ cho 2005 sẽ bằng 1 năm đơn vị đúng không nè. Và 2015 trừ cho 2010 cũng 5 đơn vị. Như vậy là mỗi số cách nhau 5 đơn vị. Ở như vậy số tiếp theo mình sẽ lấy 2015 cộng thêm cho 5 đúng không nè. Tiếp theo là cộng thêm cho 5 là ra kết quả. Giờ câu B. Số thứ nhất là 14.300. Số thứ hai là 14.400. Số thứ ba là 14.500. Như vậy mỗi số cách nhau bao nhiêu đơn vị này? 14.400 trừ cho 14.300 bằng 100 đúng không nè. 14.500 trừ cho 14.400 bằng 100. Như vậy mỗi số cách nhau 100 đơn vị.
Rồi như vậy số tiếp theo mình sẽ lấy 14.500 cộng đi 1 là 14.600, đúng không? Mỗi số cách nhau 100 đơn vị. Giờ câu C. Số đầu tiên là 68.000. Số thứ hai là 68.010. Số thứ ba là 68.020. Như vậy mỗi số cách nhau bao nhiêu đơn vị nè? Nếu mình lấy 68.010 trừ cho 68.000 bằng 10 đơn vị đúng không? Còn 68.020 trừ cho 68.010 thì bằng 10. Như vậy mỗi số cách nhau 10 đơn vị. Bây giờ mình sẽ lấy số này cộng tiếp cho 10 đúng không? 68.020 cộng cho 10 và cộng cho 10 nữa là cho kết quả đúng không? Rồi bài số 4 này, các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 4, sau đó đối chiếu với kết quả của hệ xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài bài số 4 nhé. Bài số 4 câu A 2005, 2010 và 2015. Như vậy mỗi số cách nhau 5 đơn vị đúng không? Giờ mình sẽ lấy số này cộng thêm 5 thôi. 2015 cộng thêm 5 thì bằng 2020. Giờ 2020 cộng thêm 5 thành 2025 đúng không nào? Tiếp theo câu B 14.300, 14.400 và 14.500. Như vậy mỗi số cách nhau 100 đơn vị. Bây giờ mình là 14.500 mình cộng thêm 100 bằng 14.600. Giờ thêm nữa 100 nữa thành 14.700. Rồi câu C 68.000. 68.010. 68.020. Như vậy mỗi số cách nhau 10 đơn vị. Bây giờ mình sẽ lấy 68.020 cộng thêm 10 thì thành 68.030 cộng thêm 10 nữa thành 68.440 đúng không nào? Giờ bài số 4 này, có em nào có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bài số 4 này các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ nếu các em hiểu bài hết thì thầy sẽ kết thúc video clip bài giảng tại đây. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.